Nhận định trực tiếp bóng đá Bayern Munich với Real Madrid, 7 giờ ngày 21 tháng 7, giải đấu ICC Cup 2019, cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Ở trận ra quân ICC 2019 gặp Arsenal, Bayern Munich đã ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trong khi đó, pháo thủ lại có được những cái tên sáng giá nhất. Điều đó khiến Bayern gặp khó và bị Arsenal chọc thủng lưới trước. Cho đến lúc này, huấn luyện viên Niko Kovac mới tung những cầu thủ như Lewandowski, Goretzka hay Kimmich vào sân. Bayern đã có được bàn gỡ hòa 1-1 nhưng cuối cùng lại thua bởi bàn thắng phút 88 của Edin Dzeko. Thất bại này khiến Hùm Xám xếp cuối trên bảng xếp hạng ICC 2019 sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu tới, Bayern sẽ phải đối đầu với đội bóng rất mạnh Real Madrid. Sau mùa giải 2018-2019 trắng tay, Real đã đầu tư điên cuồng trên thị trường chuyển nhượng để cải thiện chất lượng đội hình. Đội chủ sân Bernabeu đã bỏ ra hơn 300 triệu euro để mang về Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy và Rodrigo. Với đội hình nhiều sao, Real sẽ hướng tới mục tiêu vô địch trên mọi đấu trường ở mùa tới. Eden Hazard chắc chắn là cái tên được quan tâm nhất ở trận đại chiến tới đây giữa Hùm Xám và Kền Kền Trắng. Cựu tiền đạo của Chelsea được mua về với mức giá 100 triệu euro. Đây không phải là con số quá cao khi nhìn vào màn trình diễn của Hazard trong thời gian qua. Tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, anh chỉ vắng mặt đúng một lần. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn cũng như kiến tạo của The Blues với 16 bàn thắng, 15 lần kiến tạo. Tuy vậy ở trận đấu với Bayern, đội hình của Real sẽ chưa thể ăn khớp với nhau, bởi lẽ đây mới là trận đầu tiên của thầy trò Zidane ở mùa giao hữu này. Ngược lại, Bayern đã có 2 trận để làm nóng và Hùm Xám sẽ đánh bại được Real. Kèo tài xỉu trận tới được niêm yết ở mức 3 hòa. Đây là cột mốc khá cao nhưng hai đội sẽ vượt qua được, bởi lẽ đội hình Bayern và Real sở hữu những ngôi sao tấn công thượng hạng của bóng đá thế giới. Hơn nữa, đây chỉ là một trận giao hữu nên hai đội sẽ thi đấu cởi mở, nên chọn tài.